Đây, sau khi mọi người dùng bữa trưa ăn bên bữa chính bên nhà gái xong thì mọi người tập trung ở trên nhà để làm lễ cho cô dâu chú rể. Trước là tình yêu, sau đấy là hôn nhân. Thế thì hãy mối cũng bận động, như thế trong danh nối dõi trong đường, trước con dâu sau mẹ chồng. Cũng mong đấy là quý trường nội và quý trường ngoại, tôi thích bé họ cũng bướng tai tay cam nhau ba cam đầy hớn. Thế hãy bận động đấy thương lộ đấy bình an, đó là lan mưa đấy mọi công việc mà đấy thành công tốt đẹp. Sau đó cũng là năm cũng tháng cận, năm gần hết Tết gần đến, cũng là đại diện hả là khu mới cũng còn giống so đấy thay lời đấy, kính chúc toàn thể quý chưa nổi và quý chưa ngoại cũng như là toàn thể con mẹ viên đoàn mi nã chú tại gia đình cũng là bướng tai bướng tai. Đây là hai bạn nữ đi phù dâu đây à? Bạn dâu đấy, là những người phù dâu mà chưa có chồng con thì đâu. Em sinh năm bao nhiêu? Hai em gái 2004. Đang sợ ế này. Ế thật rồi. Nhìn các bạn. Núi này là ế thật đấy. Cưới nhau như kia còn muốn mình là nhân vật chính rồi. chưa đâu đúng không? Anh thấy là ở trong Lục Yên này con gái xinh. Đẹp, rất đẹp. Gọi là xinh, xinh đẹp. Có thể là cô dâu là trang phục cũng giống nhau hết à? À đây các bạn ạ, đây là trang phục của cô dâu đi nhà chồng nhé. Còn đây là hai bạn phù dâu, rất là xinh gái, bộ ba xinh gái. Gọi đi là gián điệp. À thế bảo là cô dâu đi nhà chồng được con dao. Có con dao. Cô dâu tên là Loan nhỉ? Thế còn hai bạn phù dâu là tên là gì? Em là Hẹn à? Hẹn anh nhỉ? Thế còn em chồng tên là gì? Cầm dao đi chồng lằng ngoằng xử luôn. Dỡ dào ơi. Dỡ dào. Đây là những cô gái mà chưa có chồng. Hai cô thôi. Những cô gái. À ơi, để cho em làm ở lễ đi anh ơi. Đây các bạn ạ, đến giờ rước dâu rồi nhé. Đây là chú rể này. Đẹp trai xinh gái. Đẹp đôi quá, quá đẹp đôi. Rồi bây giờ sẽ di chuyển gần bên ngoài sảnh. Vâng ạ. Bây giờ đưa dâu là xem là chưa đấy đi ô tô đi. Ê đấy, ê. Đây các bạn ơi, cuối cùng thì những trường lễ đi xong rồi các bạn. Đấy nhìn không? Phải đoàn đã xin được đâu rồi. Đi thì ít mà về thì rất là nhiều các bạn ạ. Mình đón được thêm người về nhà mình mà.
Và bây giờ thì chuẩn bị xuất phát về nhà trai đấy các bạn ạ. Thì mình sẽ quay chặng đường cho các bạn cũng xem nha. Chặng đường từ nhà gái về nhà trai. Cô dâu này cũng thế này. Hai cô bà ở đó này. Đâu nhỉ, vào đi. Đâu rồi, đi xe là 6 người là ok đấy. Đâu em cô vào đây đi. À, một cô nữa vào đi. Cho bà đón ngồi trên đi. Bà đón ngồi trên này đi. Cháu vào đây à? Ờ. Này vào đây ôm cái này đi. Nhưng mà cô dâu chú rể phải đi sau. À, xe hoa ở đây chạy là cô dâu chú rể đi sau ạ? Đi sau. À vâng. Ông đón bà. Bà đón là ngồi trên này. Ông đón bà đón là lên đầu. Cô dâu chú rể đi sau anh ạ. Đây là cô dâu chú rể là đi xe này. Ở đây là một đôi bà. Đây các bạn ạ, đoàn đi đón dâu thì về đến nhà trai nhé. À, được cái đoàn đi đón dâu này không ai say xe. Chú ơi, không chạy thẳng lên trên kia, đi ra đường đấy luôn. Ra cũng là xe đông ấy. Có một cái nét gì đó rất là đứng đắn các bạn nhìn bộ trang phục được. Tại sao áo dài mình á mang hơi ấm từ gia đình mình để về bên nhà trai thì sẽ cảm giác nó không xa lạ nữa, rất là hay các bạn. Bây giờ xuống xe thì bắt đầu đội nón quai thao vào, phải đi từ từ vào trong nhà các bạn ạ. Bắt mình đường đi. Em nghiện quá. Chưa. Tí nữa mới được nắm. Nó đẹp luôn. Đây là cái đồ vào trước đi. Lấy đồ vào. Hết đồ chưa nhỉ? Chưa. Để cho hết đồ đã. Đồ đi trước à chị? Và đồ đi trước. À. Người đi sau. Lấy đồ đi. Phải cho đồ đi trưởng đoàn đúng không? Phải cho đồ đi trước. Lấy đồ đi trước đây. Ui cô bé xinh nhé, anh đi cùng với. Xinh gái. Đón đồ thôi. Đón đồ. Đón đồ. Đi ơi. Đi. Mặt mày. Thế là hết rồi nhỉ? Hết rồi. Chỗ này là cả cái bàn mất nhiều luôn. Đây. Đi nào. Bắt đầu.
Đấy, nghi lễ ở đây rất là lạ nhé. Bên nhà trai là phải đi sau ạ? Ừ, đi sau. Có nó trực làm bên nhà trai là bên nhà trai đón bên nhà gái là. À, mình đi đưa dâu là phải đi sau cùng nhất. Đi sau. Vâng. À vâng vâng. Đây, bắt đầu đến nhà chú rể rồi. Mình thấy là nhà chú rể đây cũng cạnh cái tiền đồ đúng không? Về bên nhà trai có mấy bạn gái rất là xinh gái nha các bạn nhé. Đây đang đứng ở ngoài cổng rạp. Kính thưa các cô bác, bà, kể thưa quý vị và toàn thể của hội tư bên. Với lúc này thì đoàn đại biểu của hai bên gia đình đã đưa đón cô dâu chú rể về phía bên cổng hòa hạnh phúc. Vâng, anh trưởng đoàn của hai họ trong thời gian rất vất vả đã đưa đón cô dâu chú rể thượng lộ bình an trở về phía bên cổng hòa hạnh phúc, đang từ từ tiến về phía bên gia đình của nhà trai chúng ta. Kính mời các cô, cô các bà trẻ di chuyển lên phía bên trên nhà tràng để cùng chơi trà xí nước vui vô thịt đầu. Chúc vui với đại hội chung để chúc mừng cho đây các bạn nha, như video trước mình đã nói đấy thì bên nhà trai đón dâu về 2 giờ chiều thì bên nhà trai ăn buổi chiều nha các bạn nhé. Thì bây giờ bên nhà trai vẫn đang sắp cô, vẫn đang nấu nướng đấy. Và chúc cho hết hoa hồng ngày hôm nay sẽ thành công viên mãn. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Ở đây thì đám cưới rất là hay, nhà trai nhà gái ăn cùng một ngày, nhà gái thì ăn buổi sáng, nhà trai thì ăn buổi chiều. Đây sau này các chú vẫn còn đang nấu nướng. Mình đang làm món gì đấy chú? Nấm xào thập cẩm. Xào thập cẩm. Nấm xào. Nấm xào. À. Đây là lòng mề của con gà. Đâu? Nấm xào với thịt nạc này. Đây với mề gà. À. Nấm xào với thịt nạc cũng lại mì gà. Nhà mình là chiều nay ăn bao nhiêu chục mầm đi? Gần trăm mầm. Cho thấy đám cưới ở đây là hầu hết là nhà trai ăn buổi chiều hay như nào? Đúng rồi. Nhà trai ăn buổi chiều. Gái buổi trưa. Nhà gái ăn buổi trưa, trai ăn buổi chiều. Thế là dâu rể đều được ở rạp cưới, cả hai rạp. Được giao lưu.
bên này. Bên này cái đỗ luộc, đỗ mình luộc kiểu gì mà được xanh thế? Có quẻ cho gì không cô? Đỗ cà phê. Không, nhưng mà mình luộc kiểu gì mà nó được xanh như này chứ, hay là đỗ này nó thế nhỉ? Do nguồn nước ấy. Đây bạn ạ, ở đây rất là hay nhé. Khi đón dâu về nhé, thì cô dâu với lại đoàn đi đón dâu về sẽ được ở trong một cái phòng. Phòng lấy cái đi đô ấy, cái quay lại. Thì ngồi ở trong ấy uống nước để đợi giờ đẹp thì mới được ra ngoài này các bạn ạ. Đây này, thầy cúng sắp chuẩn bị cúng làm lễ tổ tiên. Kính báo tổ tiên. Quyền cao thế phụ là ông này. Vâng, trưởng họ. Xong rồi đến rồi mình đang. Ôi cái đây là hạnh phúc lắm mới được thế này đấy. Gia đình có phúc đấy, tổ hai bên đấy. Hai bên trưởng họ, bên nhà trai nhà gái đang kính báo với tổ tiên là dâu về để nhận làm dâu nhà trong gia đình. Kính báo với tổ tiên nhé các bạn nhé. Còn nhiều, cũng nhiều phong tục mình cũng không biết các bạn ạ. Mình chỉ là hỏi mọi người đây thôi. Hỏi mọi người đây thì mọi người kể lại thế nào thì mình nói lại cho bạn cùng biết thôi. Rất nhiều phong tục lạ các bạn ạ. Tốt nhất của năm Kỷ Hợi, hàng năm canh tí thì lại càng tốt đấy. Chủ trang bị hôm nào vừa thần phát hôm mang vừa thần mái thì đâu phải lại đây có mà thần thấy cơn lê hưng không cơn lấy chưa cũng lấy chưa lấy giống nhau mà họ chỉ biết đi ra họ quên là họ thối chỉ chùa ngồi ngoài tương lai hắn có giống mà thôi. Chưa ra là nhiều gia gái các vai thượng thân lấy sự ủy quyền cũng là các vai thượng thân trước ban thơ tổ tiên giống tay mặt gia đình áo đồ sạch nhận tu lan hiện nay phải là lúc vương của gia đình lúc làm cũng xuân hoan đã quá trình tìm hiểu ăn hơi tốt cũng chắc can ăn hơi xấu cũng chắc can ăn thân nhau phút này là xác định xây dựng hạnh phúc trăm năm nghĩa vợ chồng thì là lúc đầu yêu chư thì lúc cuối thì cũng thế thôi, đặc biệt là lúc khó khăn nhất bởi vì hai trái tim không biết nhau rất là khác nhau thì chắc hẳn là nghĩa vợ chồng đấy, cho nên là lúc phải vượt qua khó khăn khi bị hí nọ thì chư là như thầy cô chúng ta bạn hạnh phúc dâu mi thì mới chắc rằng nhưng mà là thúc hạnh phúc chúng ta cãi cọ nhau rồi thì là mượn nay dọa nó mượn chút dọa kia là mới lên thầm lương giờ phút này hạt to thủ tục trước ban thơ tổ tiên rồi là lấy xuân lấy họ đang bước đây là lông ăn hội trường chưa tảo lắm thì hướng họ giống đấy giao hở là bác chi trôi vậy cảm ơn chúng ta không cảm ơn một thật nhiệt tình trách nhiệm đấy, một lần nữa là sau cảm ơn là cảm ơn chúng ta không ạ. Vâng. Vâng, quân tinh của thân nữ là giống là xin thấy nơi tôi tình trai chính là mới giống các mùa là cũng đâm hết tên đi ra các mùa vui giao sức khỏe và chịu lưu ý và chúc hợp tinh thông gia giữa hai gia đình mãi mãi bên chặt và chúc hợp mùi hội hôn hôm nay thành công tốt đẹp, xin cảm ơn. Một lần nữa là thay mặt phó tổng kinh tế cán cảm ơn đây làm lễ ở ngoài này xong lại đi vào trong phòng các bạn ạ. Đi vào trong phòng mình không hiểu cái phong tục ở đây nha. Hỏi là không cô dâu là không lễ lên bàn thờ tổ. Cô dâu là không lễ, lý do là đã mang bầu.
trong tập quán là không được bái lễ lên bàn thờ khi đang mang bầu. Khi nào trinh nở là xong tròn con vuông thì là lúc đó là mới được trình báo với tổ tiên cả cháu cả mẹ. Vâng. Còn bây giờ là theo tập quán là là không được là lễ lên. Trước đây là người ta gọi là không cho ăn cơm trước kẻ, nhưng bây giờ theo quan điểm của đảng ấy là làm kinh tế phải có hiệu quả. Vâng. Hiệu quả tốt rồi. Rồi. Phúc đức cho cả hai bên rồi. Vâng. Quá vâng, tốt rồi đấy. Vâng. Cái này có tiền tỷ cũng mua được đâu. Vâng, ok. Vài tỷ cũng mua được. Vâng, vâng. Chào cảm ơn nhé.